Nhiệt độ của Tuy Hòa hôm nay là 31 độ C. Vậy thì đi đâu để tránh nắng đây? Đi đâu để giải nhiệt mà chỉ với mây cành? Vậy thì hôm nay theo chân mình nha. Ngày hôm đó mình đi 31 độ lúc 9 giờ sáng thì có vẻ là hơi mát. Hôm trước mình đi nè, 8 giờ sáng thôi mà 35 độ C rồi. Ôi, mới đầu mùa hè thôi mà thời tiết đã như vậy rồi thì phải tìm cách để đi giải nhiệt thôi, còn gì nữa đúng không? Chỗ hôm nay mình dẫn mọi người đi là Dolphin Cream, địa chỉ 224B Trường Chinh nha. Ở đây thì có các loại kem như là kem ốc quế, kem gelato hay là kem cây, đầy đủ luôn. À, còn có cả sữa chua nữa. Như kem ốc quế này nè, chỉ 10 cành thôi. Về phương diện cành lá thì cứ phải nói là hạt dẻ. Em này là best seller. Kem sữa chua tôi 15 cành. Ngon ha. Recommend cho mọi người order món này. Xuất sắc. Trời đẹp. Này là kem gelato 10 cành cho mỗi viên, có vị trái cây, có gọi thêm một cái viên tiramisu, vị tiramisu 15 cành. Những ai mà hay ăn kem thì chắc không còn xa lạ gì với kem gelato rồi đúng không? À, đặc biệt là các loại kem có vị trái cây nữa khá là thơm nha. Cũng chắc phải nói là giải nhiệt mùa hè rồi còn gì nữa. Mình có xem qua menu á thì đa phần giá sẽ dao động từ 8 canh cho tới 18 canh. Còn có cả các loại sữa chua hũ hoặc là sữa chua uống, giá thì từ 8 canh cho tới 15 canh. Em kem cây này thì 18 canh cho mỗi cây. Mà mình thấy những bạn có sở thích đặc biệt là không chỉ ăn kem vào mùa hè mà mùa đông lại còn rất là mê ăn kem. Nhưng mà nói tóm lại là cứ đi ăn kem thì nhớ đến Dolphin Cream nha. Chị, bây giờ mở cửa mình để trên video nè.